Đây sẽ là phần mà mình trả lời cho một số bình luận mang tính chất nổi bật, vì mình nghĩ thông qua những câu trả lời này, thứ nhất, bạn có thể hiểu hơn về cái bản chất của kênh YouTube của mình. Thứ hai, đó là cái quan điểm cá nhân của mình khi mình tạo ra kênh YouTube này. Và cuối cùng, mình hy vọng bạn có cái nhìn khách quan khi mà đón nhận những thông điệp cũng như những điều mà mình chia sẻ ngay sau đây. Đầu tiên, mình sẽ đi vào phần bình luận thứ nhất. Thì với cái bình luận như thế này thì mình muốn nói với bạn rằng là đầu tiên là mình cảm ơn vì bạn đã góp ý chân thành và đầy thiện chí khi mà gửi cho mình những cái dòng chữ như thế này. Và mình muốn nói với bạn rằng là cái việc xem bài của mình á, thì là thường mình sẽ là vừa bóc bài xong rồi mình vừa nhìn bài rồi mình đọc luôn. Cho nên ý là ở đây mình là văn nói không phải là văn viết, cho nên làm những gì mà bạn nghe mình nói á, là mình nhìn vào từng lá bài rồi mình đọc. Cho nên là cái việc mà lặp đi lặp lại đó, có thể thứ nhất đó là do sai sót của mình, cũng có thể là một phần nhược điểm của mình khi mà mình chưa có nhiều vốn từ để có thể diễn đạt một cái trôi chảy. Thứ hai đó là cái việc lặp đi lặp lại, cái ý có thể là mình muốn nhấn mạnh cái thông điệp. Thường thì trong một trải bài á, mình đọc luôn tuồn luôn, cho nên là có những cái ý mà mình nhấn mạnh đồng nghĩa với việc là mình đang muốn nhấn mạnh trọng tâm cái thông điệp của trải bài này gửi đến bạn. Rồi, đó là cái phần trả lời cho bình luận thứ nhất. Mình cảm ơn bạn rất nhiều. Đến cái bình luận thứ hai, mình thật sự rất là cảm thấy vui, tại vì đã có một bạn để ý cái điểm này và đã góp ý cho mình. Thật ra cái việc sử dụng icon á, khi mà mình phản hồi, mình trả lời comment hay này nọ, thật ra đây là thói quen của mình rồi, thói quen sử dụng của mình rồi. Không chỉ riêng trên kênh YouTube này mà đối với các trang xã hội khác, hoặc là mình trò chuyện với bạn bè, thì thói quen của mình là mình hay dùng icon bằng ký tự. Và khi mình dùng icon này thì thật ra thì mình chỉ muốn thể hiện cái sự gần gũi, cái sự thoải mái khi mà trao đổi tiếp xúc với mọi người thôi. Mặt khác là mình là dạng thuộc tiếp người là hay cười. Và thật sự nếu như mà bạn có tiếp xúc mình bên ngoài, bạn thấy rằng là thường á, khi mà trò chuyện với mọi người thì thường mình hay cười lắm luôn. Và kiểu giống như là mình chỉ muốn là tạo cái sự gần gũi, dễ dàng để trò chuyện tiếp xúc với nhau. Vì thế mà đó nó giống như là một thói quen rồi, ngay từ văn nói đến văn viết mình đã như thế. Cho nên là thường mình trò chuyện mình cũng hay dùng icon đó. Nhưng mà có một điều á, là cái icon mình sử dụng mình không có hiểu ý từng phần, là ví dụ như một ngoặc là nó ý cười, còn hai ngoặc là nó cười ha hả hay gì đó. Thì thật ra mình không có biết ý nghĩa đằng sau cái icon của mình nó nhiều như thế nào, có nhiều cung bậc cảm xúc như thế nào, thì mình thật sự mình không biết luôn. Mãi cho đến khi là bạn mà bình luận như thế này á, bạn giải thích cho mình hiểu, thì mình mới thì ra là cái icon này nó có nhiều ý nghĩa như vậy. Mà trước đây thì mình không có để ý lắm, mình chỉ nghĩ đó là cái hình mặt cười thôi, chứ không phải là ý là khi mình trò chuyện với một số bạn, mình phản hồi một số bạn comment trên YouTube của mình á, thì mấy bạn kiểu như là bạn đang tâm sự cái điều gì đó buồn phiền, hoặc là những cái nỗi tổn thương này nọ. Thì khi mình dùng icon đó thì bạn nghĩ rằng là mình đang cười đùa trên cái sự tổn thương của người khác, trên sự đau lòng của người khác. Không phải, ý mình thật sự là khi mình dùng icon đó, mình chỉ muốn là khi trò chuyện với bạn đó, mình biết rằng là cái bạn comment đó, bạn đang bị trùng năng lượng, bạn đang bị tụt mood. Cho nên là nếu như mà mình cùng năng lượng với bạn thì làm cho câu chuyện nó sẽ trở nên nặng trĩu hơn. Đó là lý do vì sao mà thường hay trò chuyện, mình rất là muốn làm cho cái câu chuyện nó trở nên nhẹ nhàng, nó thoải mái, để cả hai bên có thể cởi mở, trao đổi với nhau. Vì thật ra kênh YouTube về Tarot thì nó không chỉ là cung cấp thông điệp cho về những việc đang xảy ra hiện tại hoặc là tương lai, mà bên cạnh đó Tarot giống như là một cái nơi để trị liệu tâm hồn. Chính vì thế là mình muốn khi mà trò chuyện các bạn, mình chỉ mong muốn là bạn làm sao có thể thoải mái nhất có thể, nhẹ nhàng nhất có thể, để các bạn có thể cởi mở, giải tỏa những cái tâm tư tình cảm của bạn. Bởi vì mình biết là có những bạn rất là buồn trong chuyện tình cảm, trong công việc, trong cuộc sống, rất nhiều thứ. Và khi các bạn
viết những dòng bình luận trên đây thì ít nhiều bạn cũng rất muốn trải lòng rồi đúng không? Chính vì thế mình không muốn là mình chỉ muốn là khi mà trò chuyện á, mình dùng icon cười này nọ để bạn biết rằng là cuộc trò chuyện chúng ta nên nhẹ nhàng thoải mái thôi, cứ trao đổi thông tin với nhau thôi, không có gì quá áp lực. Rồi thì nói chung đây là cái phần mà mình xin ghi nhận, và sau này khi mình comment các bạn thì mình sẽ chú ý nhiều hơn về cách sử dụng của mình để không còn xảy ra những cái một số sai lầm đáng tiếc như thế này. Rồi mình cảm ơn bạn nhiều nha. Bây giờ mình sẽ qua cái phần bình luận thứ 3. Thật ra với những cái bình luận như thế này thì mình muốn nói với bạn rằng mình chỉ có một tụ bài duy nhất thôi. Thì mình đồng ý những bạn cùng năng lượng thì họ xem vào thì họ sẽ thấy là nó có gì đó có điểm tương đồng giống với hoàn cảnh của bạn. Nhưng mà đây dù sao cũng là một trải bài cho rất nhiều người đang xem. Chính vì thế là mỗi người mỗi cảnh, không ai giống ai. Mặc dù cái outcome là giống nhưng về thời gian, địa điểm rồi tình tiết nó lại không giống nhau. Cho nên là mình rất mong là những bạn khi xem Tarot, không chỉ kênh mình mà những kênh khác, với những kênh khác họ có nhiều lựa chọn đó, thì bạn cũng hãy cởi mở cái thông điệp nó với cái tinh thần thật là thoải mái và đừng có áp đặt. Những gì mà bạn thấy đúng á, thì bạn hãy ghi nhận nó, còn những gì không đúng thì hãy bỏ qua. Đừng có xét nét từng ly, từng chữ, từng chi tiết. Thật sự nó không giống hoàn toàn với bạn, trừ khi là bạn xem trải bài riêng với một tarot reader nào đó thì tình cảnh của bạn nó sẽ phù hợp với, hơn với cái trải bài. Còn như cái này đó là năng lượng chung của rất nhiều người xem rồi, cho nên là mình hy vọng khi mà bạn xem trải bài không chỉ riêng mình mà với những tarot reader khác á, thì bạn hãy để cho cái tinh thần của mình nó cởi mở đón nhận. Và như mình nói, những gì tích cực á, thì bạn hãy nhớ đến nó, còn những gì tiêu cực á, thì bạn hãy loại bỏ đi. Bởi vì cuộc sống này vốn dĩ nó rất là phức tạp và nó rất nhiều nỗi lo, rất nhiều nỗi buồn phiền rồi, cho nên là thay vì ôm phát những cái nỗi tiêu cực thì bây giờ mình hãy dẹp bỏ đi nỗi tiêu cực đó và thay vào đó bơm cho mình những nguồn năng lượng tích cực để bạn có cái nhìn lạc quan hơn, tích cực hơn về thế giới của xung quanh chúng ta rồi cả tương lai nữa. Chính vì vậy là mình mong, rất mong, rất mong những bạn khi xem Tarot thì hãy cởi mở lên, hãy đón nhận thông điệp với tinh thần thoải mái, đừng có áp đặt. Cái gì đúng thì hãy nhớ, còn gì không đúng thì hãy bỏ qua. Không cần nhất thiết phải áp đặt tất cả những gì Tarot đơn người ta đọc sau thì mình bê nguyên si nó vào cái hoàn cảnh của mình thì không đúng. Như vậy thì thông điệp nó sẽ bị lệch lạc, nó không đúng với hoàn cảnh thực tế của bạn. Rồi, mình cảm ơn bạn đã gửi bình luận đến cho mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp qua cái bình luận thứ tư. Cái bình luận này thật sự mình cực kỳ thích. Lý do là mình nghĩ là không riêng gì bạn đang comment cho mình, mà là những người khác, rất rất nhiều người khi xem trải bài mình, rất nhiều cũng mang cái năng lượng như thế này, cũng tò mò thắc mắc như thế này. Và nhân tiện hôm nay mình sẽ giải thích rõ ràng về cái quan điểm cá nhân của mình khi mình lập nên kênh YouTube này. Nếu như mình không nói ra thì người khác không hiểu đúng không? Có những chuyện nếu mình không nói thì người khác không biết. Chính vì thế là mình nghĩ là mình nên đây là thời cơ thích hợp để mình có thể bày tỏ cái quan điểm của mình khi mình lập kênh channel này. Rồi, như thế này nha. Trước khi mà mình giải thích rằng lý do vì sao mình có một tụ trong một trải bài Tarot, thì mình muốn hỏi bạn thật sự nha. Mình nghĩ là bạn nếu như đã xem kênh mình thì chắc ít nhiều gì bạn cũng đã xem rất nhiều kênh khác rồi đúng không? Và những kênh khác đa phần mình thấy họ đều có 2, 3, 4 tụ để lựa chọn. Và có bao giờ bạn rơi vào trường hợp ví dụ như bạn bị băn khoăn, bạn bị hoang mang khi mà xem rất nhiều Tarot reader cùng chung một chủ đề? Ví dụ bạn xem Tarot về người cũ, với Tarot reader này bảo bạn chọn tụ này, bảo là bạn hãy quay về, hãy chờ đợi họ qua một cái trải bài khác, một Tarot khác cũng về liên quan về người yêu cũ, có nên quay lại không, thì trong trải bài đó bảo rằng là bạn hãy đừng chờ đợi nữa, hãy tiến lên phía trước. Có nghĩa là mình hiểu rằng những bạn khi xem Tarot thì bạn thường đa phần là những bạn có những cái nỗi niềm, những tâm tư, những cái điều gì đó mà bạn chưa có giải đáp được cho chính bản thân mình. Chính vì thế bạn tìm đến những Tarot reader để tìm được thông điệp phù hợp. Nhưng lý do là khi mà mình xem Tarot thì thường mình có nhu cầu là tìm hiểu nhiều, tò mò nhiều, mong muốn thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Và chính vì cái sự mong muốn đó vô tình nó gây cho mình sự hoang mang. Bởi vì
cùng một chủ đề nhưng bạn xem nhiều tarot reader cùng nhiều trải bài, nhiều tụ bài khác nhau thì làm cho bạn hoang mang. Lúc thì bảo là nên chờ đợi người cũ, lúc thì nên kêu là hãy rời đi mối quan hệ đó, lúc thì bảo là hãy tập trung bản thân mình nhiều hơn. Có nghĩa là có rất nhiều hướng đi mà làm cho bạn hoang mang mà không biết bạn nên đi hướng nào. Thì mình cũng đã từng như thế thật sự luôn, là trước khi mình quyết định làm nên kênh Tarot Reader này thì mình cũng là người từng xem rất nhiều trải bài của rất nhiều Tarot Reader khác, và mình cũng từng trong tâm trạng đó. Đặc biệt trong chuyện tình cảm, đôi khi bản thân mình không biết mình phải nên làm gì trong ngay thời điểm này, nhưng do là mình xem quá nhiều Tarot Reader, và trong một Tarot Reader đó người ta lại có quá nhiều tụ bài. Lúc mình nghe tụ 1, lúc mình nghe tụ 2, lúc mình nghe tụ 3, cuối cùng là cả 3 tụ đều nghe. Và sau cùng cái điều mà mình mong muốn đó là gì? Đó là hướng đi, là giải pháp cho cái lựa chọn của mình ngay thời điểm này, mình lại không tìm ra được. Và lúc đó là chính là cái tình trạng bế tắc, đó là tình trạng hoang mang. Đó là lý do bị quá tải thông tin, bị loãng thông tin, quá nhiều thông tin bạn không tập trung được. Và đó là cái phần mà mình cảm thấy là tình hình chung của rất nhiều bạn khi xem Tarot Reader là như vậy. Khi xem Tarot, và mình nhận ra được một điều đó là khi mình xem quá nhiều tụ bài trong một trải bài thì dẫn đến bị loãng thông tin. Và điều mình đang mong muốn, mong cầu hiện tại đó là một hướng đi cho chính bản thân mình, bởi vì mình đang hoang mang nên mình mới tìm đến Tarot. Mà giờ chính vì Tarot có quá nhiều thông tin, thành ra mình không biết mình phải nên làm gì ngay tại thời điểm này. Đó chính là mình cảm, riêng bản thân mình đó là một cái điều mà mình, đó là khuyết điểm khi xem Tarot quá nhiều. Chính vì vậy mà mình mới quyết định làm nên một kênh YouTube riêng. Một kênh YouTube riêng của mình, định hướng ban đầu của mình đó chính là một tụ duy nhất. Ý nghĩa của việc một tụ duy nhất đó là chỉ một thông điệp duy nhất và một outcome duy nhất. Nhưng hành trình của bạn đi như thế nào đó, đó là tùy thuộc vào nhận thức của bạn, tùy thuộc vào cái hành động của bạn. Outcome thì như vậy đó, nhưng cái việc bạn đi như thế nào đó là việc của bạn, do nhận thức của bạn, do cái sự nhìn nhận của bạn, cảm nhận của bạn thông qua tụ bài là một, thứ hai qua nhận thức của bạn là hai, và thứ ba đó là qua quá trình trải đời, trải nghiệm của bạn. Bạn cư xử như thế nào, bạn suy nghĩ thế nào thì bạn cư xử như thế nấy. Thì với việc mình chọn một tụ thì chỉ có một tụ duy nhất, để bạn thấy rằng là mình chỉ muốn, mong muốn rằng khi bạn xem, bạn nghe trải bài của mình, bạn thấy trùng năng lượng với mình và outcome là như vậy, thì mình hy vọng bạn có thể duy trì được nguồn năng lượng đó, duy trì được năng lượng đó xuyên suốt luôn. Có nghĩa là mỗi khi mà bạn tìm, ví dụ như lúc nãy mình có nói về cái chủ đề là có nên quay lại với người cũ hay không, trong trải bài của mình, trải bài lên đó là hãy chờ đợi bởi vì người đó xứng đáng. Thì mình nghĩ rằng khi mà bạn đã trùng năng lượng đó rồi thì bạn hãy cứ duy trì nguồn năng lượng đó xuyên suốt hết, bởi vì chỉ có một thông điệp thì bạn cứ nhớ đến một thông điệp đó và bạn cứ giữ vững niềm tin đó. Cái sức mạnh niềm tin nó rất là quan trọng. Người ta nói là sức mạnh niềm tin có thể biến từ cái không có trở thành có. Rất nhiều chuyện người ta nghĩ là không thể nào xảy ra, nhưng nhờ sức mạnh niềm tin nó duy trì, nó có thể biến những thứ không có thành có thể. Chính vì vậy mà đó là lý do vì sao mà mình muốn có một cái tụ bài duy nhất, để bạn luôn nhớ là có một thông điệp duy nhất nó xuyên suốt, nó trải dài, để cho bạn cứ theo cái thông điệp đó, bạn cứ duy trì nguồn năng lượng đó để bạn không còn hoang mang. Bởi vì khi mà bạn xem rất nhiều những cái trải bài, những tụ bài khác nhau nữa, những thông điệp nó sẽ bị loãng thông tin, làm cho bạn hoang mang hơn nữa. Có nghĩa là mình đã đi tìm giải pháp, đi tìm con đường cho mình đi, mà giờ mình lại có quá nhiều con đường đi, mình lại tự đưa mình vào cái thế bí, thế khó nữa. Thì như vậy là mình cảm thấy là nó, đó là cái mặt nó giống như là cái con Tarot giống như là con dao hai lưỡi vậy đó. Có thể là theo hướng tích cực, có thể hướng tiêu cực là nó là xảy ra như vậy. Thứ hai, có một điều mình muốn nói là bạn có nói với mình rằng mỗi người, mỗi Tarot reader sẽ có cách hút riêng, và cái cách trải bài của mình cho một tụ có thể là một cái sự khác biệt so với đại đa số chung những Tarot reader khác. Thật sự bây giờ nếu như mà bạn lướt trên YouTube á, bạn sẽ thấy là một ngày biết là bao nhiêu Tarot reader người ta ra những cái video mới, thật sự là hàng chục hay là hàng trăm những Tarot reader người ta đang hoạt động. Chính vì vậy là mình nghĩ là YouTube là một cái mảnh đất màu mỡ mà bất cứ ai cũng có thể làm được, cũng có thể có được ngôi nhà riêng của mình trên mảnh đất đó. Và đương nhiên khi mà càng dễ dàng
xây nhà trên mảnh đất đó thì đương nhiên là nó sẽ có cái sự trùng màu á. Cho nên là muốn thu hút một cái gì đó phải có một cái nét riêng, một sự khác biệt. Điều đó thật sự nó mang tính thực tế là cái gì mà khác biệt, cái gì nét riêng á, thì nó sẽ dễ gây ấn tượng cho người khác hơn là sự trùng lập. Mình không phải là cố tình làm một tụ để làm nổi. Thật ra thì mình nói rồi, cái nhấn mạnh cái bản chất của kênh YouTube của mình đó là chỉ mong muốn gửi đến một thông điệp duy nhất để bạn nhớ đến thông điệp đó, để bạn kiên trì duy trì nguồn năng lượng đó, để bạn có được cái outcome giống như cái trả bài nó hướng ra như vậy. Có nghĩa là outcome là như vậy, nhưng bắt buộc bạn phải duy trì được nguồn năng lượng như thế này nè thì bạn mới được cái outcome như thế. Thì cái việc của mình là duy trì một tụ đó, thứ nhất mình nói rồi, bản chất của mình là, bản chất của kênh YouTube của mình chỉ mong muốn đó là bạn có một cái thông điệp duy nhất và bạn phải duy trì nguồn năng lượng đó để có được một outcome như thế. Và thứ hai thì cái sự khác biệt, đúng là một phần khi mình tạo ra sự khác biệt đó, mình mong muốn là giữa muôn trùng rất nhiều tarot reader, những tarot reader khác, nhiều kênh khác, nó đều giống như mình như vậy, thì bây giờ mình mong muốn có làm có điều gì đó nó hơi khác biệt một tí để bạn nhớ về mình nhiều hơn. Đó cũng là một cách PR về một cái kênh YouTube. Thật ra làm YouTube thì ai cũng mong muốn phải kiếm được nhiều tiền, có thể có được nhiều người biết đến, có nhiều lượt sub, ai chẳng muốn. Mình cũng thế mà, khi mình lập kênh mình cũng vẫn mong muốn là rất nhiều người xem, rất muốn nhiều lượt sub của mọi người, và sẽ có nhiều khách hàng. Thật sự đó là điều thực tế, ai làm tarot reader cũng đều như vậy, mình cũng thế. Nhưng cái đó nó là cái mục đích thứ hai sau mục đích thứ nhất của mình, như mình đã nói trên lúc nãy. Chính vì thế mình hiểu rằng cái kênh của mình nó sẽ rất kén người xem, bởi vì phải thật sự trùng năng lượng, cùng năng lượng với mình á, thì mới có thể cùng đồng hành với mình trong từng nhiều trải bài. Nghĩa là trải bài trước, trải bài sau nó đều có cái nét tương đồng với nhau, bởi vì nó là một nguồn năng lượng duy nhất mà nó duy trì như vậy. Rồi, thêm một điều nữa mình nói thế này nha. Tarot, khi xem Tarot thì người ta đều hướng đến đó là những cái điều tốt đẹp, tích cực và hướng đến một tương lai tốt đẹp. Và thật ra trong cuộc sống này mỗi chúng ta đều hướng đến một cái điều sau cùng, đó là mang lại sự hạnh phúc cho chính bản thân mình. Và có rất nhiều người, người ta đi theo con đường hạnh phúc, có thể đi bằng nhiều phương tiện khác nhau. Có thể là người ta đi bằng máy bay, có thể người ta đi bằng tàu hỏa, có thể người ta đi bằng đường bộ, xe máy, xe ô tô, xe khách này nọ, hoặc là đường thủy thì tùy. Nhưng với riêng kênh YouTube của mình, nếu như bạn chọn đi đến hạnh phúc cùng với mình thì bắt buộc bạn phải đi con đường tàu hỏa. Tàu hỏa đây là gì? Đó là như bạn biết, tàu hỏa hay gọi là xe lửa, thì xe lửa chỉ hoạt động khi nó có một đường ray cố định thôi. Nếu lệch ra đường ray đó thì xe không thể nào hoạt động được. Cũng giống như khi bạn xem trả bài tarot của mình, thì cái năng lượng, cái đường ray duy nhất mà để bạn gia nhập cùng đoàn tàu với mình đó, đó là cái nguồn năng lượng lạc quan. Cái câu thần chú mà mình hay sử dụng từ khi mà mình bắt đầu tự lập cho đến tận bây giờ, đó là kiên trì vượt qua tất cả, lạc quan trong bất kỳ mọi hoàn cảnh và không ngừng cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ. Thì đó là những cái câu thần chú mà mỗi khi mình gặp khó khăn, thách thức, mình đều áp dụng nó. Và chính vì cái câu thần chú đó nó đã duy trì cho mình cho đến thời điểm hiện tại, mình đã dần dần thực hiện được cái ước mơ của mình, dù là nhỏ nhoi nhưng mình đã dần dần thực hiện được những điều mình mong muốn. Chính vì thế mình mong là những bạn nào mà tìm đến kênh mình thì bạn cũng sẽ có cái nguồn năng lượng giống hệt như mình, đó là luôn lạc quan trước bất kỳ mọi hoàn cảnh và kiên trì vượt qua tất cả, đừng có bỏ cuộc. Cái con đường mà đang đi có thể gặp gập ghềnh, khó khăn trong trên, nhưng đó chỉ là cái thách thức thôi. Bởi vì khi mình vượt qua thách thức rồi thì mình trở thành một con người bản lĩnh, mạnh mẽ hơn. Và sau này dù có sóng gió, bão tố có đến với bạn nữa thì bạn cũng có thể dễ dàng vượt qua được. Bởi vì sao? Bởi vì bạn được tôi luyện theo từng chặng đường mà. Thì chính vì vậy, mình nói rồi, cái con đường đến hạnh phúc của mình đó là theo con đường bằng tàu hỏa. Đích đến sẽ là hạnh phúc, nhưng bạn sẽ đi cùng mình bằng con đường tàu hỏa. Và tàu hỏa này phải có đường ray cố định. Nếu như bạn lệch đường ray đó, bạn không còn được cái nguồn năng lượng duy trì. Nguồn năng lượng ở đây là lạc quan, tích cực, hướng về điều tốt đẹp tương lai. Bạn không còn đổ lỗi quá khứ, mà bạn sống cho thực tại và luôn hướng đến những điều tốt đẹp tương lai á, và duy trì cho mình nguồn năng lượng tích cực, thì bạn sẽ cùng mình đi đến hạnh phúc theo đồng hành cùng mình. Bây giờ bạn không phải là người xem tarot của mình nữa, mà là bạn giống như là người bạn đồng hành. Mình và bạn cùng đồng hành đi tìm hạnh phúc bằng việc đó là chúng ta không ngừng nâng cao được giá trị bản thân, không ngừng phát triển cái năng lực tâm linh và tìm hiểu sâu hơn về cái tiếng nói bên trong của mình, lắng nghe tiếng nói bên trong của mình. Mình biết rằng là những
cái kênh của mình á, không phải ai nghe cũng hiểu. Đôi khi những bạn người ta vào kênh người ta nói là tại sao chỉ có một kênh, một cái tụ bài duy nhất rồi sao chọn, rồi bạn nghe bạn không giống gì hết. Thì thật ra cái tụ bài đó không dành cho bạn rồi, bởi vì năng lượng của bạn và năng lượng của mình nó không trùng khớp với nhau. Cho nên là khi mình nói thì đương nhiên là mỗi thứ mình nói đều trở nên vô nghĩa đối với bạn, thì bạn có thể tìm những tarot reader khác để xem. Và thật sự mình nói luôn là những tarot reader khác á, người ta chọn 3-4 tụ bài thì đương nhiên cái phạm vi người xem của họ sẽ rộng hơn so với mình, bởi vì có nhiều hoàn cảnh, nhiều đối tượng khác nhau người ta có thể xem, còn với mình thì chỉ có một và chỉ một thôi. Cho nên là mình hiểu là những gì mà bạn đang chia sẻ với mình á, thì đúng là mình đang kén người xem, mình làm thu hẹp đi đối tượng người xem kênh và lượt view, thì mình đồng ý, mình chấp nhận, bởi vì ngay từ thời điểm ban đầu mình đã xác định rằng là mình chỉ là một cái tụ duy nhất, và đây chính là cái phương châm, cái kim chỉ nam để mình hoạt động xuyên suốt trên cái kênh YouTube thế này. Và hơn hết là muốn nói rằng kênh YouTube này không chỉ là mình đọc thông điệp cho bạn để bạn nghe, để bạn có thể biết đâu có những thông tin mà bạn đang cần, hoặc là bạn có một cái hướng đi nào đó nó phù hợp, thì cái đó chỉ là một phần thôi. Còn phần lớn là mình muốn rằng là mình sẽ ở đây cùng bạn đồng hành trên hành trình đi tìm hạnh phúc, và chúng ta hãy cùng nhau duy trì những nguồn năng lượng tích cực, lạc quan, không đổ lỗi quá khứ. Hãy xem những gì trong quá khứ như là bài học để mình trải nghiệm, từ đó mình có thể sống tốt hơn hiện tại và có cái niềm tin hơn vào tương lai tốt đẹp hơn. Thì mình hy vọng sau cái câu trả lời này thì ít nhiều các bạn có thể hiểu được phần nào trong cái việc là mình cách làm của mình về kênh YouTube. Thì nói chung á, mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận, cảm nhận khác nhau, và mỗi người sẽ có hướng đi khác nhau. Thì đây chính là hướng đi của mình, và mình sẽ kiên trì đi theo quyết định này. Và mình hy vọng là nếu như bạn đồng cảm với mình và thấu hiểu được cái điều này, thì mình hy vọng là mình sẽ là người bạn đồng hành của bạn trên hành trình đi tìm hạnh phúc nha. Rồi bây giờ mình cảm ơn bạn rất nhiều về cái phần comment này nha. Comment thật sự vô cùng hay và có ý nghĩa với mình, bởi vì thông qua comment này mình có thể nói lên được những gì mà nào giờ mình vẫn chưa nói được. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp cái bình luận thứ tư. Cái bình luận này nó ngắn gọn thì nó chỉ có 2 chữ thôi. Thì như mình nói, kênh YouTube của mình nó là random, mình không hề trả quảng cáo. Cho nên là những gì bạn thấy hiện trên lướt YouTube, bạn thấy cái video clip của mình, bạn thấy có cảm giác muốn xem thì bạn vào xem. Còn nếu như bạn vào xem rồi mà bạn cảm thấy nó không hợp thì bạn có thể bước ra khỏi kênh này và đi tìm một kênh YouTube nào đó, một ra đó đến đời nào khó phù hợp với bạn hơn. Cho nên là chỉ có 2 chữ thôi. Thật sự khi mình xem được cái bình luận này mình hơi bị trùng năng lượng, thật sự nghiêm túc là mình trùng năng lượng luôn. Mặc dù bạn comment, bạn bảo là bạn chỉ nói là chuyện rất là bình thường và nó không có gì mà suy nghĩ tiêu cực, nhưng thật ra thì với tâm lý của mình là giống như là một người tạo ra một sản phẩm gì đó và không được người khác người ta đón nhận cái theo chiều hướng tích cực á, thì đương nhiên mình bị trùng năng lượng. Mình biết đây là cảm nhận của mọi người, và khi mình làm kênh YouTube thì mình đồng ý là đây là mạng xã hội, cộng đồng mà, và mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Nhưng cái việc tự do ngôn luận của bạn đôi khi nó lại làm cho người khác hơi bị tổn thương bởi cái lời nói mà đôi khi bạn nghĩ mỗi người có cách cảm nhận khác nhau, đúng không? Nhưng cái cách mà bạn diễn đạt á, nó lại không khiến cho người ta cảm thấy là được đón nhận, cởi mở đón nhận á. Vì vậy là mình chỉ muốn nói rằng là YouTube là cái kênh mạng xã hội mà rất nhiều người có thể tham gia, và ai cũng quyền tự do ngôn luận. Nhưng cái sự tự do ngôn luận đó nó phải thể hiện được cái thiện chí, cái sự văn minh, cái sự tử tế ở trong đó. Đôi khi cái hành xử của mình nó không có ý gì, nhưng mà cái lời nói của mình nói ra nó giống như là nói mà không uống lưỡi 7 lần á, kiểu như là nghĩ gì nói nấy bộc phát ra. Và chỉ vì cái lời nói đó mà đôi khi có thể làm ai đó người ta cảm thấy buồn phiền nè, cảm thấy tổn thương nè. Thì đó là cách cảm nhận mọi người. Nhưng riêng mình trong trường hợp này thì mình chỉ muốn nói với bạn rằng là mình rất mong là những ai đến cái kênh YouTube của mình á, thì có thể góp ý những điều mang tinh thần xây dựng thiện chí để mình có thể hoàn thiện kênh của mình ngày một tốt hơn. Rồi, cảm ơn bạn nhiều nha.
Còn đây là một cái bình luận mình cũng cảm thấy vui vì mình cảm giác được là bạn cũng ủng hộ kênh mình nhiều đúng không? Thật ra thì mình không phải là không chăm ra video đâu, bởi vì mình có công việc riêng của mình, đôi lúc mình cũng rất muốn ra video nhưng mà do rất nhiều hoàn cảnh nó tác động bên ngoài, thời gian này nọ, với lại là khi mình làm ra một clip á, thì mình không phải là mình quay rồi mình up lên liền, mà mình còn phải dựng video rồi mình phải photoshop cái ảnh nền, làm background này nọ. Có nghĩa là làm một kênh YouTube của mình, không biết những tarot reader khác như thế nào, nhưng với mình á, mỗi lần mình làm kênh, làm một clip á, thì nó có thể mất nửa ngày hoặc có thể là mất một ngày, bởi vì tùy theo cái thời gian load video nữa nè, rồi thêm mình phải thiết kế, mình phải photoshop cái ảnh nền, rồi ghi âm, thu âm lại những cái bonus, rồi làm background. Nói chung là cái thời gian mình làm ra video nó cũng hơi bị lâu, nhưng mà không phải đó là lý do để mình ra video chậm, ra video ít, mà là do một số cái tác động ngoại cảnh như do công việc của mình, rồi thêm cái thời gian của mình nó không có được thoải mái để của mình trả bài. Với lại thêm một phần nữa là mình nghĩ là chắc nhiều bạn tôi reader khác cũng giống như mình, đó là đôi khi muốn trả bài cần phải có cảm hứng nữa. Có nghĩa là một lúc nào đó tự nhiên mình lại muốn được trả bài, tự nhiên mình lại muốn đọc bài về một cái chủ đề nào đó, có nghĩa là mình có cảm hứng thì mình mới có thể trả bài. Và khi như vậy á, thì cái trả bài của mình nó có thể mang được cái thông điệp nó hữu ích hơn. Còn nếu như mà mình trả bài với cái tâm lý là gượng ép, bắt buộc hôm nay phải ra video, ngày mai phải đến cái giờ đó, ngày đó mình phải ra video, thì nó giống như nó đang bị ép buộc rồi. Nhưng mà tarot thì nó là khác, nó phạm trù, nó hướng về tâm linh, nó hướng về tâm hồn, tinh thần, cho nên là mình chỉ trả bài khi lúc nào đó mình cảm thấy thật sự thoải mái, thật sự có cảm hứng để mình làm, thì lúc đó mình mới trả bài thôi. Rồi, mình cảm ơn cái bình luận tích cực này các bạn nha.